Máy này của tôi, cái máy đang cầm này nó không có mạng. Nhìn thấy hoa tím ở dưới này không? Vì tôi quay xa có khi là nó phải lấy khoảng tầm mấy mét trước cơ mặt cơ. Khi lấy mấy bông nhỉ? Hồ nó không, lấy sang bên kia đi. Mình sẽ view sang bên kia. Mình sẽ vòng một vòng lấy vòng lại. Vẫn muốn đi quanh chỗ này. It's so beautiful. Wow. Đằng này cũng có, nó cũng còn mà. Không có ra gì luôn. Vậy mình đi vòng lên chút nhỉ. Vòng bây giờ vòng lại chút nữa. Cái hồ nước, có nước này. À, để tôi chụp kiểu chỗ này nhá. Chỗ này có vẻ cũng ok đấy. Đứng đây chút đi. Ủa nó chặn này cho mình vào chắc. Vẫn có lối đi mà. Cười. Đi vòng nhá, quay kia vòng lại nhá. Người Việt đi sang đây đông phết. À. Nhìn thấy không? Đang chụp con chó ấy. Người Nhật là hay bế chó đi chụp với hoa lắm. Mùa hoa anh đào thì bế chó chụp hoa anh đào. Mùa hoa nào cũng bế. Gì đấy? Cái chỗ con gì à? Hoa nó mới nở rồi, nó rất là đẹp hơn là cái hoa nở rồi mình ta chụp nhiều. Nụ, chụp nụ. Chỗ này trồng theo luống này, nhìn khá đẹp đấy. À, chỗ hoa màu xanh này.
Đây mình sẽ view lại từ đầu hồ nhá. Đây. Đứng đây view như này. Đi chỗ này sẽ tiến hơn, sẽ đẹp hơn. Đấy, mình sẽ chụp kiểu đây. Thực ra lúc trước chụp đây rồi, chụp lại. Chụp mấy cái đống hoa này. Chụp lên Hàn Quốc luôn. Ngồi đây chút nhá. Cố ý tí cho ông xem gần này. Cho mọi người chụp, chắc nhiều người đang muốn chụp ở đây, họ đứng kia nhiều hơn. Em view cái này nó đẹp hơn không? Vậy Không nghĩ là đẹp đến mức độ như thế này. Nhưng mà công nhận phải nói là đẹp thật nhỉ. Yeah. Máy của tôi rồi chắc nóng gian, bây giờ vào chỗ như cục than luôn. Lần nặng thế, bình thường thì sẽ cho nghỉ ngơi mà khí đã dùng rồi cho chạy 4-5-6 tiếng luôn, liên tục. Hôm trước đi